Trời ơi, học kế toán ở đâu mới đúng đây? Học bao nhiêu nơi rồi mà vẫn không hiểu gì hết. Tôi cần bạn giúp. Help. Học xong rồi hỏi lại xem nào, em đã vận dụng vào làm chưa? Có vướng mắc gì không? Đang thực hiện cái nhà hàng là thấy ok hết rồi. À thế à? Nhà hàng thì kiểu em quan tâm chủ yếu là cái định mức cho nó ổn ổn một chút, không rồi cân đi cân lại hơi mệt đấy. Vâng. Thế học vâng. Em thấy cái giáo trình tổng hợp đấy thế nào? Em thấy nó bao quát hết mà, như là mở nhà hàng ít nhất là mình có hình dung ra được rồi là làm như thế nào. Còn chi tiết cũng thể xem lại không sao cả. Nhìn chung là học này mình không bị mông lung. Nói chung học trọng tâm đúng không? Vâng. Không bị mông lung. Đấy. Có một cái là nó phải đi đôi với thực hành, phải thực hành nhiều thì mới nhớ được. Đúng rồi. Thực ra là cái giáo trình này nó cũng để mà bảo mức độ khó quá thì nó cũng không phải là quá khó, nhưng mà nó tổng quát hết. Đúng rồi. Nhìn chung là nó cũng dễ tiếp cận. Ở kế toán Việt Hưng có những mô hình giảng dạy ra sao? Hiện Việt Hưng với 3 mô hình tự học có hỗ trợ, lớp học nhóm và gia sư riêng 1:1. Sau khi đăng ký học thành công và nhận được tài khoản vào lớp từ bộ phận chăm sóc khách hàng của kế toán Việt Hưng, anh chị truy cập vào website kế toán việt hưng.com, đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã được kế toán Việt Hưng gửi đến anh chị. Sau đó anh chị nhấn vào chữ đăng nhập. Đăng nhập thành công, anh chị tích chọn khóa học của tôi. Tại trang này sẽ hiển thị các khóa học anh chị đăng ký. Kế toán Việt Hưng biên soạn giáo trình căn cứ trên bộ chứng từ thực tế theo từng lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp cũng như là hành chính. Rồi, bây giờ các bạn tương tác vào giúp cô này. Bây giờ cô trả tiền nhà cung cấp bằng tiền ngân hàng thì cô sẽ hạch toán nó như thế nào? Trả tiền cho nhà cung cấp bằng ngân hàng. Rồi, các bạn tương tác vào khung chat giúp cô nào. Hạch toán thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Rồi, cô chưa thấy phản hồi của bạn Diệp với là Trần Lan nè. Tức là muốn lập được cái bộ báo chính này rồi này thì trước hết là em lưu ý là em đã phải cân đối cho chị cái bảng đối tài khoản rồi nhá, nhớ không? Hôm trước chị cho ghi cái mục 1 bảng đối tài khoản ấy mà chị bảo mình không nộp một mình ý chứ. Đấy, bảng đối tài khoản thì như vậy điều kiện để bắt đầu lập được báo cáo tình hình tài chính là đã phải lập được bảng đối tài khoản rồi, cân đối rồi nhá. Như hôm trước chị dạy em đấy. Là học viên trung tâm kế toán Việt Hưng, học viên tham gia khóa học sẽ có cơ hội trau dồi thêm chuyên môn kế toán trên các lĩnh vực, tự tin làm việc và nhận thêm dịch vụ ngoài tăng thu nhập. Bên cạnh đó, học viên hỗ trợ cài đặt phần mềm bản quyền gia hạn hàng năm để thực hành, sở hữu hàng loạt các công cụ kế toán hỗ trợ nhanh cũng như là được giải đáp kế toán ngay tức khi ngay cả quá trình làm việc về sau. Đúng rồi, đăng ký học kế toán ở đâu, tại kế toán Việt Hưng nghe thôi không còn lo lắng gì nữa.